sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội tố phải ăn cơm thừa canh cặn, nhà trường nói gì? Nhiều sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội đã phản ánh rằng các em phải ăn cơm canh thừa với nhiều dị vật trong thời gian học môn giáo dục quốc phòng và an ninh tại trường. Cụ thể, các sinh viên thuộc nhóm hỗ trợ phục vụ ăn uống cho biết được giao thu gom cơm thừa ở từng bàn, trộn đều. Sau đó, nhân viên nhà bếp đổ số cơm thừa này vào thùng đựng cơm chung và tiếp tục chia cho các nhóm sinh viên đến sau ăn. Không chỉ cơm thừa được tái sử dụng, bát canh ăn dở ở các bàn cũng được thu gom lại, đổ vào nồi. Sau đó, nhà bếp yêu cầu các sinh viên của tiểu đội phục vụ dồn hết số canh thừa này vào một nồi canh chung để chia cho các bạn ăn sau. Đặc biệt, một số sinh viên phản ánh thấy nhiều dị vật trong các bữa ăn khiến nhiều bạn sợ hãi phải mua bánh mì ăn tạm. Được biết, theo quy định, tất cả sinh viên năm thứ nhất của Đại học Bách Khoa Hà Nội đều phải học giáo dục quốc phòng trong vòng 2 tuần. Chi phí cho việc ăn ở tập trung là 1.630.000 đồng. Trong 2 tuần này, sinh viên sẽ cùng sinh hoạt và học tập trong khu quân sự của đại học. Bên cạnh chế độ sinh hoạt giống quân đội, sinh viên còn được học các môn liên quan đến quốc phòng và an ninh. Lãnh đạo Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác tổ chức ăn nghỉ tập trung của sinh viên tại khoa giáo dục quốc phòng và an ninh, đồng thời triệu tập họp các bên liên quan để làm rõ thông tin được đưa ra. Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận một số thông tin báo chí đưa là đúng sự thật, mặc dù đơn vị cung cấp suất ăn có đưa ra các giải thích nhưng chưa đủ thuyết phục. Cụ thể, chưa nhận được phản ánh trực tiếp của các sinh viên đang học tập tại đây về vệ sinh thực phẩm, cũng như chưa có ca ngộ độc thức ăn nào được ghi nhận qua Trung tâm Y tế Bách Khoa. Nhân viên mới không nắm được quy định, v.v. Ban lãnh đạo Đại học Bách Khoa Hà Nội đã quyết định dừng ngay hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn hiện tại cho tân sinh viên đang học giáo dục quốc phòng và an ninh, chuyển đơn vị khác để cung cấp suất ăn đảm bảo, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn định lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục đề nghị các bên liên quan làm rõ và xử lý triệt để. Giao đơn vị phụ trách công tác sinh viên, tăng cường tìm hiểu, nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của sinh viên, bảo đảm giải quyết kịp thời các thắc mắc, đề nghị về ăn uống của sinh viên. Hàng ngày chỉ đạo kiểm tra, giám sát số lượng và chất lượng thực phẩm sử dụng theo tiêu chuẩn quy định và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây là một sự việc đáng tiếc xảy ra. Đại học Bách Khoa Hà Nội xin được gửi lời xin lỗi và mong muốn nhận được sự cảm thông, chia sẻ của các bậc phụ huynh, các em sinh viên. Lãnh đạo Đại học Bách Khoa Hà Nội bày tỏ.